A different kind of war. Nôm na là một cuộc chiến khác đi cho nó ngắn gọn. Như ở tập trước là mình vừa mới chơi một cái DLC, nó không liên quan gì nhiều đến nội dung. Còn bây giờ là chúng ta sẽ tiếp tục ở cuối cái tập 21. Đó là cái cô Elsa, ca sĩ người Đức ấy. Cô ấy bị bắt cóc, bị mất tích gì đấy, không biết nữa. Bây giờ Kelso và First cùng điều tra, tìm hiểu ngọn nguồn câu chuyện này. Mình nghĩ đây là tập cũng không cuối, thì cũng áp cuối rồi, cũng câu chuyện nó càng ngày nó càng hơi quá đà rồi. Thì ủa, bây giờ đến công ty côn trùng. À, đây là liên quan đến cái thằng phóng hỏa đấy mà. Địa điểm này. What the hell, sao nhiều công ty thế này? À đúng rồi nhỉ, thông tin chỉ là một cái thằng trong công ty diệt côn trùng thôi. Thế nên là có rất là nhiều. Đại khái là cũng chỉ có 3 điểm. Xem có đồ mới gì không đã. Chống chơi nào, thôi thế thì đến điểm nào cũng được. Địa điểm nào cũng như nhau à. Mình giữ y cuối cùng lại đi ra lại đi vào để tua cho nó nhanh thôi mà. Blue Room Jazz Club. Jazz, nhạc ra. Cái khoảng thời gian này người ta thích nghe nhạc ra nhỉ. Thực ra mình cũng có một vài bài nhạc, phong cách nhạc ra mình cũng rất là thích. Nhưng mà đại khái là đôi khi mình nghe mình không hiểu lắm ấy. Cái trình độ nghe tiếng Anh của mình còn khá là hạn chế. Ô sao người có máu này? À đúng rồi nhỉ, vừa mới đêm qua vừa bắn nhau lấy tôi phé ở cái nhà cái thằng nói chuyện ra đây. Ờ, có tờ báo này. Ok, đang định xem báo. Đoạn này dịch bựa thế nhỉ, sao lại con với bố ở đây? Chẳng lẽ là đùa chứ, đây là cái vấn đề của cái việc có nghĩa là cái người mà biên tập dịch thuật đấy, người ta không xem hay sao ấy, người ta không chơi hay sao ấy. Cái đoạn này người ta cứ thấy ông kia, ông gọi thằng này là săn, dịch mẹ luôn là bố. Thật là ngớ ngẩn. Để xem bài báo có thông tin gì nào. À, lại tiếp tục câu chuyện là cái thằng Connie bị chết. Là bị cái thằng bác sĩ tâm thần học ấy, nó tiêm thuốc vào đầu cho, vào cổ. Cầm mẹ mà mồm lại. Nó bắt đầu lấy lý do thằng này liên quan đến vụ morphine là vụ của tôi và truyền án xã hội. Lùi lại ngay. Thật là lúc giữ im lặng ấy, đừng có để động thủ. Uầy, thì chứng tỏ Connie ngày xưa cũng dũng cảm ấy chứ. Ông này ngày xưa từng First này, ngày xưa từng là cộng sự, à, gọi là đồng đội trong cái đơn vị của Connie Kelso. Thế nên là bạn bè với nhau, đồng đội với nhau, hiểu tính nhau lắm. Tuy có thể hơi ngu một tí nhưng mà nó cũng là người tốt. Thực sự thì lúc đầu mà thằng Connie nó gặp với cái ông giáo sư già kia là chỉ vì muốn chữa cho một người bạn thôi. Nhưng ai ngờ dần dần lại phải dính vào cái đường dây ma túy. Nói chung tội của nó chỉ là tội ngu thôi, chứ nó cũng không làm gì sai cả. Tất nhiên là có, nhưng mà đôi khi là do ngu chứ cũng không hẳn là do cố tình. Rồi, thu thập hết bằng chứng của vụ này đi. Không cho ai đến gần, được đấy. Ngay cả cái thằng Roy cũng không được vào chứ lại bướng được. Tại sao mới 11 trên 13 báo nhỉ? Còn 2 tờ báo mình chưa đọc đúng không? Nó ở đâu mình biết thôi được. Tức là chỗ này là không phải rồi đúng không? Hay là trong này còn có manh mối gì mà mình chưa mở hết nhỉ? Dầu chắc không liên quan này. Nhưng mà chỗ này cũng liên quan đến phóng hỏa nhiều ấy. Những cái đồ xịt này thường có khí ga với cả chất dễ cháy mà. Đúng rồi, chả quan gì cả. Uống nữa không uống nước được luôn. Nó có bình nước này mà không uống được này. Chắc là không có cốc. Đúng rồi, chắc không có cốc. Cái cột ở bên cạnh cái bình nước là có đựng cốc ấy mà.
Ô cái xe này trông lạ nhỉ, không biết đi bao giờ chưa. Rồi đến công ty thứ hai thôi, chắc là hai tờ báo còn lại ở đây thôi. Mình không nghĩ là mình lại bỏ qua tờ báo nào đâu, vì các hiện trường mình đi kỹ lắm mà nhỉ. Công ty diệt côn trùng Nuclear Bugs and Rodent Control. Bingo! Vâng, chẳng có tờ báo nào cả. What can I do you for? I work for the DA. I need to speak with an exterminator, big guy with cowboy accent. We have only three people work here, me and two Mexicans. They're both on the scrawny side. Phát âm kiểu cowboy thì không phải rồi. Người Mexico nói tiếng lơ lớ lắm, giọng Tây Ban Nha mà, đúng không nhỉ? Đúng rồi, Mexico thì nói tiếng Tây Ban Nha, còn Brazil thì nói tiếng Bồ Đào Nha. Rồi, nhớ thế. Được. Ôi, tay vẫn đang chảy máu, cầm quyển sổ mà máu me be bét. Chảy long thoảng rồi. Không biết cuối game này keo sổ có chết và mất máu không nữa. Subway Terminal Browderby. Những cái hình này mình gặp rất là nhiều lần trong những màn loading rồi. Chắc công ty là công ty cuối cùng là có rồi. Trông nó tồi tàn lắm, rất là phù hợp với một bối cảnh đuổi bắt. Trống trơn. Chủ đi đâu rồi? À đây. Ôi bắt đầu bị thương nặng hơn rồi, cần phải ôm vai rồi. We could do this the hard way. An address? Yeah. He lives in a bunkhouse on the remains. Có thông tin rồi đấy. Thanks. Rất cảm ơn. Cảm ơn vì sự hợp tác. Ủa không cần phải tự, không cần phải đi à, nó tự đi này. Oh, phòng khám của bác sĩ Fontaine. Đây là chắc lại vào vai Phelps đi cùng cái ông độ hỏa hoạn này đây. Thực ra Phelps đi như này là sai quy trình ấy, vì độ hỏa hoạn nó sao được đây. Ơ Cole cũng đến. Ờ ông gì nhỉ? Ông quyền sứ tên ông này rồi. Ông này là cộng sự ở ban án mạng đây này. Ủa, ông bác sĩ chết rồi á? Đeo ra thì mất tích. Ủa, có một gã to lớn vác cô ấy ra khỏi cái nhà này. Trời ơi, Fontaine chết và một thằng to lớn vác xác của cô Elsa đi ra. Ê, tờ báo nữa này. Đấy, phải. Tờ báo nữa này. Cũng không phải. Trời ơi. Nhà thằng này đẹp thế. Hình như không được lên đúng không? Trời, tại sao một cái nhà đang xảy ra án mạng lại không được lên trên gác? Biết đâu trên gác có cái gì cần xem thì sao? Không nhìn được cái gì à? Chắc chỉ cần kiểm tra được cái xác thôi đúng không? Không liên quan. Tủ này. Ui, mà toàn ma túy thôi. Thế mà không ai kiểm tra nhà thằng này à? Đây là ra sân sau. Đây chắc là cái cửa này thằng nó bê cô giáo xa đi ra đường này đây. Cái gì? Có tờ báo à? À, kính vỡ. Vậy là đập vỡ kính rồi nó mở khóa từ bên trong đúng không? Tờ báo thứ 12 đây rồi. Thằng địa chính này, còn ông này, ông Fontaine này này. Tiếc là ông ấy chết mà thôi. Khử luôn cả thằng sinh viên y khoa. À, cái thằng Connie đấy ngày xưa vừa lấy First kể là cũng là làm quân y ở trong quân đội ấy, đúng không? Chắc là lúc mà giải ngũ thì cũng yêu nghề quá, thế nên là đi học
đại học về y khoa luôn. Người bạn đang nói bàn luận với Jack Kelso làm việc cho Benzer, nhưng mà Kelso phản luôn rồi. Kelso giờ lên quận, cái gì nhỉ? Bên công tố quận này. Người ám này ở tập trước đây là bị bắn vào chân đây. Cười cười cái gì mà cười cười. Ồ, bản đồ sẵn này. Từ từ để mình phải di để xem nó đánh dấu đến đâu, xem cái tờ trên nó vẽ những gì. Santero là một cái chữ viết tay khó nhìn ấy. Đây nữa này, xong rồi đúng không? Edward Rowe khu Vista có 3 khu, 4 khu rồi. Yeah. How come? 4 khu này có ý nghĩa gì không ta? À thử khớp vào xem nào. New houses are being built in the path. Rồi. Nhà mới xây đều được trên trục đường cao tốc. Ồ, hóa ra là vừa rồi là cái bản vẽ mà in chìm vừa nãy mà mình đang tìm lại ấy, là trục đường cao tốc. Khi ướm vào cái bản đồ thì nó lại vào luôn cái khu dự án xây. Trời, cố tình xây vào khu cao tốc được rồi sau này lại đòi tiền đền bù từ nhà nước à? Không phải rồi. Rồi, nghỉ. Để xem cái xác nào. Tay cầm cái bật lửa này. LH à IH. Lửa sáng đều đủ xăng. Bị siết cổ. À không phải, bị tiêm cổ tái cả người rồi. Bị giết bởi chính con quái vật mình tạo ra. Liều thuốc quá nặng đối với anh. Ủa, một quả bóng. Dính máu. À, quả bóng đập vào đầu đây. Quả cầu chiêm tinh dính máu. Ủa, một cái quyển hồ sơ. Fontaine cũng giúp đốt nhà cho cái thằng Monroe đấy. Ô, địa chỉ này. Đấy, chà chà, ông bác sĩ lại còn ở ông Fontaine lại tống tiền nữa. Ngu rồi. Toàn tiếng Anh thôi, đọc không có hiểu. Còn sáng trang nữa đúng không? Chắc đây trang cuối cùng rồi đúng không? Jack đã nhầm, không phải chuyện bảo hiểm, đền bù giải tỏa đúng rồi. Đấy như mình vừa nói, xây nhà trên trục đường cao tốc. Đến cái lúc mà nhà nước xây đường qua ấy, thì bọn này sẽ được nhà nước đền bù tiền giải tỏa. Đường dây lớn vãi. Nó còn nhiều hơn cả tiền bảo hiểm luôn. Vậy là đốt đi. Công ty bảo hiểm mới là bị hại, vì công ty bảo hiểm biết rõ giá trị của những căn nhà đấy. Nếu mà họ nói là những căn nhà đấy không giá trị ấy, thì khi mà cái đường cao tốc được xây ấy,
cái đền bù giải tỏa từ nhà nước về sẽ rất là ít. Thế nên là những người bảo hiểm hay là những người đang công ty bảo hiểm hay là công ty đang bị đe dọa. Ông Jack thì đang đi tìm xa rồi, giờ First phải đến cứu Jack thôi. Trời ơi, bị dẫn đến cái nhà của cái thằng gọi là cao to và có giọng cao bồi đây. Giọng miền Tây. Oh shit, chỗ này ghê vãi. Đây có phải game kinh dị không ta? Không phải nhà. Phá cửa vào đó. Ủa cái gì này? Như kiểu là... Ui! Nó chế hẳn cái súng phóng lửa luôn. Sao tay của Jack vẫn đang rơi máu ra kia, ghê vậy. Ôi, phòng ngủ này nhưng mà không chứa, không phải để ngủ. Yên ngựa là đúng chất cao bồi rồi. Cái gì đây? Một khẩu Thompson. Có gì để xem không? Không có gì đúng không? Xong nhặt khẩu này mà dùng luôn đi. Thủ trong người luôn đấy. Gói thuốc lá Valor chăng? Đúng là thuốc lá Valor rồi, thuốc lá quân đội. Ừ, mình cứ tưởng đây là tờ báo cuối cùng rồi. Thế là mình xóa một tờ rồi. Đến tập cuối rồi mà vẫn chỉ có... Ủa, một cái van. Ơ, van này có phải bình nước nóng đấy đúng không? Đúng mẹ thôi. Lúc này thì không còn manh mối gì nữa đâu. Chắc chắn luôn rồi. Ui, con hạc giấy. Thằng này đích thị là thằng phóng hỏa rồi. Chuyên môn gấp hạc giấy vất lại đây mà. Đích thị là nó. Ám ảnh và hạc giấy à? Có ảnh này. Ô, cũng từng đi lính này. Ơ, mặt của Frost kìa. Đây là đơn vị của Jack với Frost này. Thằng này có liên quan à? Đồng đội cũ à? Ảnh này. Thôi, có ảnh ở đây. Đếch xem được. Ở đây đừng vào mà ta. Thế cái nhà ỉa này lại sáng đèn này. Đèn đâu ấy? À, đèn bên trên. Thử đi ra ngoài nào. Ủa cái gì ấy? Cái kìm. Kìm chắc không liên quan đâu. Lại cái gì dưới đất này? Phim à? Trời, đây là nhiệm vụ phụ. Trời ơi, có 50 cuộn phim giải rác ở trên bản đồ nhưng mà mình chưa thu thập được. Đây là cuộn đầu tiên. Đây có cái két sắt này. Đếch mở được cơ. Đây có cái cửa bên này mình nhìn chưa vào. Đúng rồi, phòng này chưa vào. Lại bao thuốc lá, không quan tâm. Đi trên bàn đây. Chắc cái này nguyên liệu để đốt đây. Thuốc diệt côn trùng đây. Mà nhà thằng này chắc chắn phải giữ thuốc diệt côn trùng rồi, bởi cái nhà này thì chắc muỗi nhiều lắm. Tủ vít để quan tâm. Ủa? Đùa chứ cái giờ tính sao?
cũng chỉ ở quanh quanh đây thôi, còn cái gì nữa đâu nhỉ? Chẳng lẽ còn phải đi ra ngoài sân nữa. Lại có gì đây? Tờ giấy. Đây, công ty bất động sản đây. Địa chính, địa chính đây. Trời là còn phải gấp gọn gẽ lại mới để xuống nữa. Bản phác, như cái đường hầm ấy nhỉ. À, cống thoát nước. Ôi, thằng này sống ở dưới cống thoát nước, còn chuột cống. Thằng khốn lạc hậu đáng thương này. Cũng có nhà tắm như đùa đâu. Gọi điện thoại. Rồi đừng, đừng bảo đang gọi thì nó về nó bắt nhá. Đến cống thoát nước trong vòng nửa tiếng nữa. Ui, gọi lắm thế. Đi đâu mà gọi, đi chỗ này không an toàn đâu. This is DA's investigator Jack Kelso. I have an urgent radio message for Detective Cole Phelps. À rồi, bây giờ chắc là mình sẽ quay lại điều khiển Cole Phelps. Đây gọi rồi này. Jack cứ đi một mình như này, ông đang lo. Sao đi xe cảnh sát luôn? Đi xe cứu bắp này làm gì? Ôi, xe của Jack Kelso đang ở đấy. Bây giờ đọc một thông báo to như thế này thì ai cũng biết rồi. Đảm bảo là chỗ này sẽ, cái kiểu như cái cổng cống ấy sẽ tụ tập rất là nhiều ấy. Ủa, chả cần đâu, có khi trên đường đang đầy thế này. Ui, bọn đang đuổi xe cao sộ. Đọc rồi, đi theo nào, dí theo mấy cái thằng xấu kia. Xe của ông già này đi chậm quá. Mình phải hỗ trợ Jack Kelso. Ui, xe cảnh sát đuổi luôn này. Không, không phải xe cảnh sát, đã khá là một xe nhiều chỗ thôi. Giống xe cảnh sát vãi. Đi cái xe này à? Này, này, ép này, ép này. Ôi chết, mấy ép được, nó có rẽ đâu. Được rồi, nhìn đi chậm lại, dí không cho nó tiến. Thế là được. Đéo cho mày vào này. Tại sao xe cảnh sát lại dí theo Jack Kelso nhỉ? Đầm vỡ cột đèn rồi. Ui, lại một đống nữa. Ông già kia sao không bắn mấy cái xe đi? Để mà nó lộng hành quá à. Đầm thế mà cũng tan tành. Ui, xe cảnh sát chặn đường. Cấp trên mà. Bọn cảnh sát, bọn xấu. Không cho chơi. Không cho chơi. Đùa. Để nó đi chậm ạ. Mày chết này. Như kiểu cướp đường phố thế này. Ui, đừng. Tí nữa thì đâm vào con cảnh sát kia. Toàn là người vô tội thôi mà. Ủa, bị làm sao này? Lỗi ghê mà, những cái dí ra cái ván gỗ. Cảnh sát làm việc cho bọn xấu hết rồi. Đúng thật là hết người đuổi rồi.
đến rồi sao ấy. Đến rồi, xe tự đi chậm lại rồi. Peterson, ông này là trợ lý bên công tố. Giờ đánh dấu đường đi. Chắn hết tất cả các đường bên ngoài luôn. Cái thằng bắt cóc ấy chính là người đồng đội cũ. First nghe vẫn chưa hiểu. Cảnh sát trưởng đảo. Ông công tố này chính trực lắm. Ông đang cần thăng chức mà. Thế nên ông ấy làm mạnh tay cực kỳ luôn. Ủa, dám đe dọa luôn này. Bộ cảnh sát bắt đầu nói giọng đều ngay rồi đấy. Thương lượng đấy, định thương lượng nhưng không được đâu. Mình tin tưởng về cái ông đấy. Cái gì? Ở đâu? Ôi, nhầm, ai lại đỡ? Không. Đây. Trời ơi, tự nhiên. Đâu ai ngờ bắn nhau lại rát thế này. Mời mày thò mặt ra đây. Vỡ mồm nha con. Thò mặt ra đây. Úi dồi, tí nữa thì trúng đầu nó nhá. Bắn vào cái súng đâu nhỉ? Tốt. Người đàn ông đó đã ra đi mãi mãi. Nhặt ngay khẩu Thompson. Thằng nào, bắn đi, mày bắn đi. Bên này, Thế là chết. Nhặt được đạn rồi. Chắc trong này nhỉ? Cẩn thận tí, núp trước khi thò mặt ra. Ế, chả phải à? Cái gì ấy? Cái tiếng gì ấy? Đang đốt cống ngầm à? Ủa, thế giờ đi đâu? Không phải đường này rồi. Đây chăng? Núp, có địch. Ủa, lội nước khổ thế. Ê, kìa. Chèo con mẹ này. Lâu thế, nước này chắc bẩn lắm này. Ê, nhiều đạn, nhiều súng chứ. Quá cá đĩa không? Mình thích là cá đĩa thôi. Thôi thôm sợn được. Ở ra, đi ra, ở ra. Ai cần núp đâu. Ta biết mày ở đây. Kìa cái đầu kia rồi. Úi. Này thì lửa cháy chết cha mày đi. Có vẻ đau đấy. B
Bên nào? Ui. Đây có một thằng súng máy kia đúng không? Cứ giết những thằng cao trước đi. Xong à? Ê, không có đường xuống à? Chắc là có cái thang nào đó quanh đây chứ ta. Ủa? Ơ, chẳng lẽ cứ nhảy xuống à? Ô, tôi chết rồi. Tôi cần lắm một đường ra. À đây. Hết đá đạn rồi. Ừ rồi, màn hình trắng tinh rồi. Không màu rồi, mất máu rồi. Hay lắm. Nhặt tạm khẩu súng cái đã. Trong này có rất nhiều súng nữa này. Chơi súng này đi. Ý hình như nước chảy nhiều hơn. À đang mưa mà đúng không? Nước đang dâng lên. Biết là đang dâng nhưng mà giờ đi đâu mới được chứ. Ủa súng nó bắn nhanh phết đấy chứ. Thế bây giờ mới biết. Đây, có cái cầu ở đây đúng không? Bước lên trên này à? Đũa chứ dâng lên rồi thì vấn đề là giờ cần đến đâu ấy. À kìa, có cái thang góc kia kìa. Có cái thang ở kia, mẹ ơi. Nhanh nào. Trời ơi. Chậm quá. Ơ, lại tụt rồi. À được, lên được rồi. Mày thoải mái đây. Headshot. Ui. Bắn vào mông nhá. Bắn vào đầu nhá. Tự nhiên ngồi xuống ngu dữ. Không nhặt được súng nhỉ. Cầm mấy khẩu súng kíp này có khi tiện hơn đấy. Đạn nó nhiều. Bọn nó cầm nhiều mà thì mình giết nó rồi mới nhặt được đạn chứ. Úi ôi, tí nó chết. Máu trâu ấy. Ui, ai bắn đấy. Ui, có vũng nước. Ở đâu ấy? Oh shit. Ui dù, nó đứng. Ngay trong quá trình chơi lại ấy, thì mình phát hiện ra nó có cái súng phun lửa. Nhưng mà nói chung là nó vô dụng lắm. Lại chơi lại lần nữa. Dùng cái súng phun lửa thì nó mạnh thật nhưng mà nó tầm bắn nó không được rộng. À không được xa ấy. Đấy, nhưng tầm này là không bắn được thằng kia này. Nó rất là phiền phức. Thằng này mày chết đi. Ok, ngoan rồi. Đi nhặt đạn cái. Đi nhặt đạn vòng vo một tí. Ồ, mấy cái thằng này. Ồ, khoan á. Thằng kia dùng AK đĩa. Đúng không? Thôm sơn. Thôi cũng được. Thôm sơn cũng được. Hiện tại có một khẩu thôm sơn nữa ở đây này. Ô chết. Cái gì đường này. Trời ơi. Đây này. Cái lối này này. Chắc cốp. À, được, ngon. Từ đã, ấy có anh đèn kìa. À không. Đâu ra này. Còn ông kia là, hình như ông kia là cái ông phóng hỏa ấy. Ông đồng đội cũ này, Tex, tên là Tex. Why would I do that, soldier? Isn't that why you're all here?
Đưa cô ta ra chứ không phải tôi đúng không? Anh đâu có đến vì tôi. Tất nhiên không phải cậu rồi. Anh đã ở sư đoàn số 6, không nhận ra đồng đội à? Quân phục đâu mới ra cho ông là bị ám ảnh nặng quá rồi. War's over, soldier. I know that, Sarge. I'm fighting a different kind of war. I fight for God. Chiến đấu cho Chúa mới vậy. For God, Ira. In our own ways. Not everyone knows. Elsa, are you all right? Get away from him. Cái gì? Đừng bắn, đừng bắn. Tự nhiên mấy cái tập cuối này mình thấy phớt ngông nghênh kiểu gì ấy. Cảm giác không phải là người tốt. Anh không nhớ tôi à, Trung úy? Không nhớ nhau á? Và không nhớ là sao? Anh đã dạy cho tôi thiêu cháy cái hang đó, cái hang đầy những người dân. Ui, một bệnh viện. Thằng này không muốn chịu trách nhiệm à? First kém vậy. Tôi đâu có đổ lỗi cho anh đâu. Mất trí luôn ở cái khu Okinawa rồi. Ông này chính là cái ông mà đoạn đầu game có đoạn cắt cảnh thằng Connie đến gặp ông giáo sư bảo là muốn chữa bệnh cho một người ấy, nhưng mà ai ngờ cái ma túy của cái thằng giáo sư ấy giúp lại khiến cho ông này điên rồ hơn, làm những cái công việc phi pháp bẩn thỉu. Trung sĩ Kelso đến đây để giải thoát cho tôi mà. Bây giờ làm sao? Jack ở lại à? Ui đúng đúng, Jack bắn à? Ui! Ông Tech chết rồi. À nhớ lại ngày xưa này. Ủa cái hang mà kiểu như cái bệnh viện chiến tranh thì bệnh viện nằm trong hang ấy. Ủa đốt cháy tất cả mọi người chết cháy hết rồi. Nhìn bọn trẻ này. Ui cả trẻ con nữa chứ. À trông có vẻ hoảng loạn như kiểu là đốt nhầm ấy đúng không? Giờ phải bịt miệng bọn lại. Kết liễu đi. Tao cái nhân đạo. Ui. Bây giờ lại giết những người này luôn. Đây ông Tess ấy, ông bị điên rồi. Chấm dứt đau đớn đi. Như kiểu là First ra lệnh đốt cái hang nhưng mà cuối cùng vào trong lại toàn người vô tội. Thì bây giờ kết liễu luôn. Kém nhẹn chuyện này đi. Ô. Thằng Connie này bắn First này. Chắc là nó không thích cái lệnh của First cho lắm. Không nể. Thế này thì chính là First cũng không phải là trong sạch gì đúng không? Chính sách cũng đang nói hộ First luôn. Tất cả những gì ở trong này sẽ mãi mãi ở trong này luôn. Không được kể cho ra ngoài. Vậy là First không muốn dính máu. Ui, nước trào lên rồi. Đỡ cô ấy lên. Hai thằng tranh nhau giúp nhau chứ. Thôi cuối cùng Jack lên trước rồi. Ô khâu. Ôi đừng. Đừng bảo lắm. Ui dồi ôi, nước áp lực mạnh lắm. Thủ thuyền này chết chắc rồi. Áp lực nước này thì không sống rồi đâu. Vấn đề không phải là chết đuối nữa rồi. Và đập cấp chắc chắn là rất là mạnh. Chả biết có tìm thấy xác không. Hay game này là game ẩn, kiểu như là kết thúc mở chứ. First lại không chết. Ví dụ như vậy. Nhà nguyện, ôi đám tang rồi. Chờ đám tang chả có ai đến là sao. Ôi thằng Roy cảnh sát biến chất ấy, không bị làm sao à? Nó có đến dự không? Có rồi, nó ngồi cuối kìa. Jack. Cái ông thân nhất, ông này ông đang độ hỏa hoạn đúng không? Có vài thằng lính trẻ cũng đến kìa. Bố cái thằng cảnh sát đảo đây.
Nhà rồi. Who led his men with true valor and through his personal bravery achieved one of his country's highest honors. Huân chương thì người ta cũng chết bà nó rồi. A cop wrongly accused who never lost his faith in the LAPD and the system. You belittle his memory. Elsa, follow my way, Jack. Đúng rồi, đang nói đạo đức giả đây. Elsa không thích nghe đồ này. Tên sát nhân Dr. Fontaine. Thằng này ngày xưa bao che cho những người đấy, bây giờ người ta chết rồi thì lại bắt đầu. Cậu chưa bao giờ là bạn cậu ấy, Jack. Nói chung cái mạng của Jack này đang nằm gọi là nhờ có First đẩy lên đấy chứ đúng không? Một good friend, bố cái thằng này, đạo đức giả quá. Ông công tố này thì không sao rồi, ông cũng quan tâm gì đâu, ông chắc chắn sẽ được thăng chức rồi. Phá một vụ lớn thế này không mà. Đang lưu rồi. Complete all case on Arrest. Hoàn thành tất cả các vụ án á. Ủa? Thế đây bây giờ là đang là đoạn credit à? Credit thôi công ạ. Credit rồi. Cắt đoạn này đi được không ta? Được rồi, cái đoạn cuối đoạn after credit đây. Và đây là cái lúc mà sau khi mà thiêu dụi cái hàng đấy xong, mọi người đang chuẩn bị giải ngũ hay sao, đang trên tàu về này. Đang nói đẻo First nhận được huân chương này. Ui, Jack luôn luôn nói hộ Kelso ấy. À, Jack Kelso luôn luôn nói hộ thằng First nhá. Còn đồng đội thì biết thừa First là thằng ra lệnh vớ vẩn, đưa ra cái lệnh sai, sau đó lại còn đi bắt mọi người kết liễu những nạn nhân đang chết cháy nữa. Rồi, ông này, thằng tài xe xe buýt này, đúng là về sau nó làm tài xe xe buýt đây, có một lần gặp ở trên đường rồi. Đấy, tất cả công lao First nhận hết, đâm ra là anh em đồng đội chả ai thích cả. What you guys are sitting on? Yeah, a ship full of army surplus. You're sitting on surplus morphine. Thật con đi ngày này, cái thời gian này đã bắt đầu nghĩ đến việc lấy ma túy ở trong cái tàu hàng ra rồi. Đã tính là hàng trăm ngàn đô rồi. You want to have us all thrown in the brig? God damn it, Sheldon. You want to go into the dope business? No. I want to be in the peace dividend business. Ông nào cũng muốn được chia lãi. I want the guys who fought for a better future to get some share. Không được huân chương thì phải có tiền chứ đúng không? Come on, Top. We could all get out from under. Oh, it's the chance of our lives. It's everyone or no one, boys. I'm not having a bar of the court. You may be the bravest person I have ever met, but I swear to God, trouble follows you around like a pet fucking dog. I thought you wanted to try for medical school. Dũng cảm thật đấy, cái thằng quân y này, nhưng mà nói chung là dũng cảm thì dũng cảm, nhưng mà cái cách hành xử, cách quyết định ngu ngốc đều dẫn đến những rắc rối cả. Kệ mẹ First với cô huân chương đi, kệ mẹ cái xã hội đang phát ốm với những cựu chiến binh đi. Ui, tự nhiên mình thấy Jack Kelso rất là tốt nhá, rất là có cách gọi là để khích lệ tinh thần anh em ấy. Cái tôi có là sự kính trọng tinh thần giữa anh em, quá là tốt rồi. Khả năng là sẽ ra cái màn hình menu ngoài đầu game. Trời, vẫn đang lướt tiếp. Đúng rồi, DLC mình cũng chơi hết rồi, chẳng qua là nó mình để đan xen giữa các tập thôi, chứ còn mình chơi hết rồi. Đấy thì mình sẽ dừng cái chuỗi series này tại đây.
không muốn dừng nó cũng phải dừng thôi vì nó cũng hết rồi. Thì hẹn gặp lại mọi người trong những cái series tiếp theo nha. Còn bây giờ mình sẽ ngừng video. Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng mình trong suốt 23 tập game này. Cảm ơn nhóm Việt Hóa Game ở trang gametiengviet.com. Hy vọng là sẽ được có nhiều được những cái sản phẩm Việt hóa hơn nữa từ các bạn để mình làm được những video nó hay như thế này. Rồi, tạm biệt mọi người.